bay. Ui Hiệu ơi, Hiệu đây. Con giấy. Dính đồ Hiệu ơi. Hiệu ơi, dính tròn. Rồi alo, chào anh em nha. Sáng nay mình đang ở có mặt trên cánh đồng ở quê mình nè. Anh em thấy không? Ruộng còn cũng tương đối là nhiều, tầm cỡ 1 2 ngày đó là máy nó sẽ cắt hết lúa trên cánh đồng này. Rồi sau đó mình sẽ làm một chuyến tìm kiếm thức ăn trên cánh đồng này nha. Rồi hôm nay mình đã vừa mua được 4 cái lồng này. Hôm nay mình với cô Hiệu sẽ làm một clip là đi bẫy chim bìm bịp nha anh em. Chim bịp mà mình thấy ở chợ này ở khu vực mình nhiều, mà khu vực mình là khá nhiều bìm bịp. Để hôm nay mình sẽ đi bẫy xem thử có cái quả gì không. Hôm nay mình bẫy chim bìm bịp anh em ơi. Hôm nay mình bẫy bằng mồi trứng vịt này. Trứng vịt mấy cái trứng này, con chim bìm bịp nó rất là thích nha anh em. Mà cái trứng màu trắng này nó rất là dễ, con chim nó dễ phát hiện này. Đợt trước mấy anh em mình cũng có đặt 127 xung quanh nhà ấy. Nhà đợt trước mấy hàng xóm mình nó thường xuống nó ăn gà con á. Cái mình bạc đặt bằng trứng, mình thấy nó khá hiệu quả nên hôm nay mình sẽ làm một clip là bẫy chim bìm bịp bằng trứng vịt nha. Đây cái nguyên tắc của cái bẫy này thì nó cũng đơn giản thôi anh em ơi. Để mình gà cho anh em xem này. Cái nguyên tắc thì nó khá đơn giản. Đây. Mình gà nó có cái lẫy này. Đó, nó có cái lẫy đây. Mình sẽ mép cái trứng vịt vô cái mép này mày. Đó. Khi con bị bịp nó vô nó mổ cái trứng á. Nó mổ cái trứng thì nó sẽ cục cửa cái đây. Đó anh em đưa ra, đó, nó sẽ cục cửa ra. Nó sập. Đó. Nó sập mà có cái đây là nó khó lại nè anh em. Nó khó lại là con bị bịp nó không có thể nào mà tung ra được. Nó có cái đây là cái chốt á, cái chốt an toàn này. Mình sẽ mép cái trứng vịt vô đây. Để mình quay cho anh em xem. Mình sẽ khổ cái trứng, mình sẽ khổ. Đó, mình sẽ khổ một cái lỗ như vậy này. Đó, sau đó mình sẽ mép vô đây. Quay cái cơ chế cho anh em xem. Mình sẽ mép cái trứng vô đây. Đó, anh em thấy không? Khi con mình bịp á, vô nó mổ thì cái trứng sẽ cục cửa và cái lẫy nó sẽ sập nè, thấy không? Khi nó vô nó mổ này, để mình lấy cái cây này mình quay cái cơ chế. Nhiều anh em nào biết thì bỏ qua giúp Toàn nha, còn đây mình chỉ quay cho những anh em nào mà chưa biết cơ chế hoạt động của cái bẫy đây. Đó, nó mổ kéo ra thì nó sẽ sập. Cái này nó có cái lẫy này. Đó. Có cái lẫy nó khó lại, khi nó vô là không có thể nào mà thoát ra được nha. Đó. Rồi, bây giờ mình với cô Hiệu sẽ đi đặt 4 cái bẫy đây. 4 cái bẫy đây. Và mình sẽ fix cho một cái bẫy ngẫu nhiên bằng con action nha anh em. Nếu nó dính thì mình sẽ quay lại khoảnh khắc cho anh em xem. Còn nếu cái máy đây nó không bắt được mà dính cái lồng khác thì anh em thông cảm nha, vì mình có một cái con action 4 này. Mình sẽ đặt một cái fix một cái máy quay vô một cái bẫy nào mình nghi ngờ khả năng nào mà có. Chứ chắc mình fix đây cái khu nào gần nhà mình nè, chứ mình fix xa xa là chắc mất luôn mười mấy củ nha anh em. Rồi bây giờ mình với cô Hiệu sẽ tiến hành đi đặt bẫy nha. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy đầu tiên ở cái đám ruộng này mà thấy khúc đây bị cũng có tương đối này. Mình sẽ cài bẫy ở khu vực đây, chỉ cài nó thiệt là nhẹ, càng nhẹ càng tốt nha này. Vô lụm đầu nó nhẹ hết cỡ luôn. Cái đây mình làm cái bằng đạp cũng được, cài thiệt là nhẹ chứ mình cài cứng là khó dính lắm nha này mà. Đó. Cái trứng nè, khi mình bẫy con bìm bịp đó là cái trứng nó màu trắng đó, rồi nó rất là dễ mà phát hiện. Cho nên mình thường thường mấy anh em bẫy tròn hoặc bẫy gì là nó có hai ngang này nè. Đây là một cái ngang để con
thích là anh em bỏ cái đứng chì trong đây, mình làm cái bẫy bằng đạp á, khi nó vô nó đạp cái bẫy nó sẽ sập. Hoặc là anh em bẫy bẫy tròn bỏ con gà hoặc con vịt con trong đây này, mấy anh em cũng làm cái bằng đạp tương tự vậy nè. Anh em sẽ đặt bẫy nó vô nó đạp là đâm đầu nó. Đó, mình làm thiệt nhẹ mà. Anh em xem gà dính chút xíu xíu rồi nè. Đó, anh em thấy không? Càng nhẹ mà càng tốt nè. Đó, anh em thấy không? Dính chút xí thôi. Anh em phát hiện trên cái rừng rừng dừa nó đậu một hai con bị bịp nè. Mình sẽ bẫy dọc dẹp dọc dẹp mấy cái khu vực này anh em ơi. Hy vọng là sẽ có nha. Đó, một bẫy đầu tiên anh em thấy không? Cái trứng nó rất là bắt mèo. Thiên bình ở xa nó phát hiện là xuống nó lùm liền. Anh em mình xa xa phát hiện một con bị bịp anh em ơi. Mình sẽ đặt bẫy ngay khúc đây. Phát hiện một con đang mổ bị nó bè đây nè. Bè đây anh em sẽ đẩy thấy không? Đó nhẹ, đó anh em thấy không? Đó. Thì mình sẽ đặt bẫy ở khu vực đây. Ở đây mình bẫy cái đường này dính này. Ở gần đây có phát hiện, dễ phát hiện lắm anh em ơi. Trứng màu trắng rất dễ phát hiện. Để mình bỏ cái trứng này, mình sẽ mát vô đây. Đó, bẫy thiệt là nhẹ nha, vừa chạm nó lùm liền. Rồi anh thấy không, vừa dính một chút xíu một xíu thôi. Anh em mình sẽ còn hai bẫy nữa, anh em mình sẽ tiếp tục đi bẫy thêm những chỗ khác nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt bẫy tiếp tục ở khu này đẩy nên thấy mấy cái lùm này. Đó, cái vườn cây vườn dừa được tâm tâm này. Mình sẽ đặt bẫy mấy khu vực trống này, con chim nó dễ phát hiện. Mát và cứ đứng đi vô đây. Đó. Trứng nó mà trắng nó dễ phát hiện lắm anh em ơi. Chim nó mổ lùm sập đi. Càng nhẹ mà càng tốt anh em. Dính một xíu xíu thôi. Nó lại nó gạt gì là lùm đầu đi anh em ơi. Đó. Em thấy vậy mà. Nó dính nhẹ một chút xíu thôi. Kéo là lùm liền. Bị nó mổ trứng là kéo liền rồi. Đó. Mình sẽ tới đây. Đẩy cái mắt này. Cái khu vực trống này là con mình được nó dễ phát hiện cái trứng của mấy anh em mình. Càng trống càng dễ lụm được. Cái bẫy này mà anh em đi bẫy tròn mà cũng ngon lắm này. Tròn cái bẫy là chuyên do thiết kế bẫy tròn chứ không phải là bẫy chim đâu nha. Anh em cho hàng độ quá. Gà sao cho nó thiệt nhẹm. Càng nhẹ càng tốt. Đó, anh em qua như lấy nè. Còn lúc xíu một xíu. Đó. Rồi, em đi cho mình đi kêu không? Anh em mình sẽ đi tới chỗ nào để mình canh bẫy nha.
mình đã đạt một cái fix, một cái action của mình lên cái bẫy đầu tiên á, hy vọng là mình sẽ bắt được khoảnh khắc mà con chim mày biết nó nhảy vô nó ăn mồi nha các bạn. Ở trên kia bẫy sớm giờ tới trưa rồi mà chưa có con nào. Đang bẫy mình bịp ở đây có bịp không cô ạ? Cho đầy kia mày trâu bá hổng nó ba đầy hết mà không có. Dạ. Sớm được bẫy phía trên kia mà không có, đang xuống bẫy đây. Dạ nó ăn gà con chứ nó ăn trứng gà đâu á. Để chắc con dời xuống đây 237 dưới đây nó lùm rậm nhiều này. Dạ. À có cô ạ. Đám lan nó ở bụi ti có con ma bèn ấy, nó thường nó đi ba qua bái hổ nó ba đèn cây trôi cây ái của tao kìa quá trời. Dạ nó ăn gà nghi dân ba chứ nó ăn gà nhiều lắm mà phải không? Gà dữ lắm. Dạ bà con mà cứ ấp ra ba ba đi 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 là nó xuống nó gáp liền anh em ơi. Rồi mình sẽ đặt cái bẫy ở đây để mình dời dời một hai cái bẫy phía trên kia xuống đây chứ mình để ra ngoài ruộng sao nó nắng quá nó không xuống ăn sao á. Anh em thấy địa hình này đẹp không? Đó, rầm tre, rầm dừa, cỏ rất là rậm rạp. Thì bạn sẽ có nha. Bây giờ mấy em nó chuyển bẫy xuống khu vực đây. Bẫy từ sáng giờ trưa ra mà vẫn chưa có con gì hết anh em ơi. Buồn quá buồn à. Gió quá, gió nó cứ sập bẫy mình nè. Quá gió luôn. Gió mà gà nó cứ nó quơ cái trứng á, đưa trứng ra sau cái bẫy của mấy em mình càng cái nha, làm gì mình bị kêu quá cho ngon. Rồi mình sẽ ok đây mình bẫy tới chiều mà nếu không có chắc là mình bỏ clip luôn à, bẫy sáng em chưa có kết quả anh em ơi, buồn quá anh em, gió này nó cứ quơ trứng mình nó sập cái bẫy vô mình gài nhẹm quá. Mình sẽ di chuyển qua mấy cái vườn cây bên đây nè. Sáng giờ mà chưa có kết quả gì. Có này này, anh em thấy lùm tre đồ rất là nhiều luôn rồi. Bẫy khôn quá. Mồi về mà không thưởng thức mà. Gió nó cứ quơ trứng cái nó sập bẫy của mấy này mình nè. Mình tiếp tục mình qua phía đây anh em à. Mấy nay dưới đây mình có đặt một cái bẫy à. Đặt một cái bẫy mà không biết có kết quả gì không. Để qua cho anh em xem cái bẫy của anh em mình à. Mấy nay mình để phía bên đây nè. Vẫn chưa có kết quả anh em ơi. Mình rất là đẹp luôn à. Lùm cây rồi nhiều ghê gớm luôn. Mình sẽ ra phía cái lùm chuối đây đặt thêm bẫy nữa, đặt gần mấy thấy có đang cũng bị bịp trong cái lùm bếp đây nè. Giờ cũng bịp vô nó mổ trứng nó giật ra là anh em mình lụm nha. Bây giờ hiện tại bây giờ tầm 12 giờ mấy, mình đẩy từ lúc 7 giờ mấy sáng 4-5 tiếng hồ mà chưa có con gì hết luôn. Giờ mình hy vọng cái điểm này là sẽ có kết quả nha. Rồi bây giờ cũng xuống đây bây giờ tầm cỡ 2 giờ mấy, 2 mấy 3 giờ rồi anh em ơi. Xuống đây mình
27. Sáng vậy không? Móm. Móm toàn tập luôn. Không có gì hết anh em ơi. Giờ trễ rồi. Gom 7 luôn. Đây hàng anh em clip khác á. Lúc trước mấy anh em mình đạt 7 à, một bể buổi sáng mình đạt dính lần 2 con luôn á. Trong vòng cỡ tầm 1 tiếng dính 2 con, mình đẩy 7 có 1 bể. Hôm nay đẩy 4 bể. Từ sáng giờ tới bây giờ 2 giờ mấy 3 giờ mà không có gì. Thất bại anh em ạ. Khu này bè hôm nó rậm rạp lắm anh em. Nó rậm rạp bè hôm bị bịp nhiều lắm. Bay. Ui hiểu ơi. Hiểu Đây. Con giấy. Dính đồ em ơi. Em ơi. Dính tròn. Ồ nó tung nè anh em ơi. Tung lá mỏ anh em ơi. Ồ hay quá anh em ơi. Chồng này chồng bật má nè. Ủa đem qua liếm nè. Con đang trứng nè. Vô lòng là vẫn không sợ nè. Ủa nè thấy không. Ủa hoài quá nè em ơi. Ủa. Con chồng này bẹo thôi mình đi. Mình thường gạp lúc nào nó đi cũng một kẹp á. Ủa nè em ơi. Đừng chồng bật má. Ở quê mình gọi là chồng bông leo này. Ui, hay quá hiểu quá. Tự hôm nay là móm rồi chứ. Ủa nè em coi nó ăn trứng nè. 70 bịp mà dính trộn nha anh em. Ồ. Ủa cho nó kẹ trứng này nè. Ồ. Nè em thấy không. Vô lòng mướt vô. Ồ tông lá mỏ nè. Con này chắc á. Con này chắc tầm 7-8 lạng. Bán bạn ký gì vậy? Sao hiền vậy ta? Chọc chọc tôi hiểu, để mượn cây chọc đây. Con này nó trắng hiền phong rồi. Sao hiền vậy ta? Chọc đây. Để hôm ở quê mình gọi là chọc bông leo này. Ủa kì chứ. Ồ, nè. Dễ mà. Dứt một cái trứng á. Ồ, sao nó dạng cho anh em. Nó thấy người mà nó vẫn ăn trứng nè. Nó không có sợ. Anh em thấy không? Phút bù giờ. Phút bù giờ dính được một em. Đây chồng má ở quê mình gọi là chồng bông leo này. Ồ, để qua thêm bể đây thử hiểu không? Dạ. Để qua thêm bể đây chạy mà em quay lại. Qua bể thử dính con nào nữa không? Thử có được bịp nào anh em ơi. Cuối đời gặp lan anh em. Bảy là móm. Thâu thu bảy luôn em. Bảy móm à. Móm à. Hay tao dính được con tròn á. Tưởng clip đây bỏ rồi chứ. Cú đà gặp lại. Anh em cố gắng từ sáng giờ. Ông trời không phụ lụm người anh em ơi. Để qua ông quay lại con cho anh em xem. Cho anh liếm trứng thành liếm không? Không sợ người ta. Con này sao nó dạng với ta. Sao nó không sợ ta. Wow, nó đang trứng này. Ồ, vô bẫy một gặp mình xuống đây nó. Mà nó không sợ ta. Con này dạng người ghê ta. Nó ăn cỏ luôn rồi. Ồ này quà lòng mướt không. Mướt xầy luôn. Mà sao lúc trước á. Lúc trước mình đi ban đêm mình đi xoay. Xoa ếch, xoa nhá là thường thấy nó đi ban đêm lắm nè. Nó đi là nó đi một kẹp á. Lúc trước mà mình hay đi xoa ếch là ban đêm là thường nó đi một kẹp mà ban đêm cái đuôi nó dựng lên. Nó dựng thẳng đứng lên luôn anh em. Sao con này bữa nay mình 7-9 con. Thường thường là nếu có một con này đường nào mình nghĩ là còn một con nữa. Vì con này là nó hay đi một kẹp lắm. Nó rất là hay đi một kẹp. Nè quả lòng mướt rồi. Con này chắc ăn trộm trứng nhiều rồi sao quả lòng nó mướt dữ không biết.
Đó. Mạng trứng nhiều sao lăn mướt dưới mày. Anh em thấy coi ấy, cá nhiều. Đó, anh em mới khi chơi. Đó. Thôi, bây giờ anh em mình về làm ẩm thực thôi. Cuối đời gặp lan. Đây cuối đời gặp lan. Đúng rồi, cuối đời gặp lan thiệt á. Mình đã về tới nhà, anh em giải thích cho hộ mình mà tại sao mà con trồn này mà mình không ngờ là mình bẫy cái trứng chịch đê mà nó vô, mà mình chắc chắn là khi mình đang clip này rất nhiều anh em sẽ kêu mình mua con trồn và mình thả vào. Thật sự mình đón tầm cỡ 80-90% anh em đều suy nghĩ như vậy. Nhưng thật sự anh em mình cái gì người thật việc thật anh em ơi. Mình cũng không ngờ là khi mình bẫy cái trứng này là anh em chủ đích là đi bẫy con mềm biệp nha. Vì lúc trước mấy anh em mình có bẫy chim mềm biệp anh em mình nhậu, nên hôm nay mấy anh em mình làm clip là đi bẫy chim mềm biệp mà không ngờ là sao con trồn bật má đây nè, nó nói chung vô lòng của mình nó ăn cái trứng biệp nè. Đó, anh em thấy không, còn nó ăn reo luôn đó. Con này tầm chắc cỡ 7-8 lạng, 8 lạng gì. Con này không biết nó ăn thịt có ngon không, mà mình thấy cái lòng nó hơi ba mùi hôi anh em ơi. Không biết ăn thịt nó có ngon không, chứ mình thấy cái bề ngoài nó ba mùi hơi nè. Đó. Bây giờ anh em mình để suy nghĩ mình làm cái món gì đây ta. Anh em mình chắc xào lan hay xào sớt gì anh em. Không biết con này trồng tơ trồng già đây, mình qua thử con trồng đực trồng cái. Con này trồng cái. Trồng cái anh em ơi. Mình chắc chắn là đường nào dưới đấy nó sẽ còn một con nữa. Vì con trồng này là nó hay nó thường đi một kẹp đấy. Đó, bây giờ mình sẽ làm con trồng này sạch sẽ và mình đem lên mình thui. Sau đó mình sẽ chế biến ẩm thực cho anh em xem nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thui rơm nha. Thui rơm cho nó vàng, nó đẹp. Đó, em làm sạch sẽ, em thấy sạch không? Thui rơm. Mình thui cho nó vàng lại nha. Vàng anh em mình sẽ làm cho nó sạch sẽ. Anh em mới sơ mà vàng lên không? Xíu nữa mình thui xem cái mình lấy cái lá xả mình trà sạch lên cho nó thơm nha. Lá xả mình trà sạch cho nó thơm. Đó. Quay sơ anh em xem này, mình thấy vàng nó sang thịt lạ không, quá hấp dẫn luôn. Bây giờ cái cho anh em mình đã đem đi thui rơm rồi nha. Anh em thấy vàng đã không? Khá là vàng. Thui rơm vàng rất đẹp luôn. Giờ mình sẽ đem đi mình chặt úp gia vị nha anh em. Con trộn này trộn tơ anh em ơi. Con trộn cái mà nó chưa có gì đó. Nên anh em mình nấu chắc đơn giản, nấu nhanh chứ không có lâu. Này nhìn cái thêm miếng thịt sườn đã quá hấp dẫn luôn. Này em chặt miếng bự ăn cho đã. Giờ này vào thái phải vào chặt. Em chặt nó biết mỹ ra biết làm sao. Tu rơm rất là đẹp luôn, mà nó vàng. Em chặt bự rồi, quốc đá. Hai anh em mình cho cái quốc con này là vừa đẹp luôn. Con này
tơ chứ không phải là già đâu. Chung anh em mình có gì anh em mình xài nấy, có bao nhiêu mình xài bao nhiêu, dù sao là cũng công sức lao động của mình với của Hiệu. Nên anh em đừng có chê nha, Hiệu có con chậu xíu mà cũng là đi làm ăn thịt. Thế là có chứ không là không có, con chậu này hai anh em mình mớm luôn. Bây mình sẽ úp gia vị nha. Đây gồm xả, củ hành, ớt và nghệ. Đây là phần củ riềng nha. Củ riềng. Riềng mình đã mài rồi. Riềng nó riềng non nên nó không có đắng đâu. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị nha. Bột ngọt. Nêm. Đường. Muối. Mắm. Và cuối cùng là rau ăn nha. Sẽ đảo gia vị cho nó đều lên. Màu đây mà la ra thì mình nói là thích sảy con bà bé luôn. Này là phê không? Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nha. Còn trái dừa đây khi mình bỏ thịt cho mình xào cho nó sang lại thì mình mới đổ nước dừa nha anh em. Anh em nhìn thấy miếng thịt nè. Đã không? Vàng éo quá. Rất là thơm luôn, có mùi riềng rất là thơm. Bây giờ cái son thịt mình xào đây nó đã sang sơ lại nha. Thì mình sẽ bắt đầu mình đổ nước dừa. Bỏ nước dừa xong nó mình sẽ cho một ít nước lạc nữa. Nó cho nó thấm gia vị và khi nào nó cạn nước thì anh em mình dùng luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho nó sôi một tí xíu rồi sau đó mình sẽ cho thêm cái tầm nửa lít nước nữa nấu cho nó rít lại. Cái đây mình nấu tầm có 25 phút là mình dùng được rồi. Vì con tròn này mình nhìn là nó khá là tơ. Quá đã luôn. Anh em tuy món ăn không có nhiều nhưng cũng được chút ít. Nên cũng đủ anh em mình làm món. Anh em thông cảm nha. Nhiều anh em xem clip thì nhiều anh em yêu quý mình thì không sao, nhiều anh em mà không thích không yêu quý mình thì nhiều anh em sẽ kêu mình mua con tròn đây rồi mình thả vô này nọ các kiểu á. Nên không sao, nói chung là mình làm người thật việc thật anh em. Em có sao mình làm vậy. Còn anh em không yêu quý toàn thì mong anh em cũng thông cảm nha. Có gì mình xài nấy. Chứ anh em mình không có mua đồ mình thả vô. Mà vì ở quê mình cũng có chọn đây thì cũng ai nuôi đâu anh em ơi. Chọn đây thì mình nghĩ rỉ tiền à. Chứ không có bao nhiêu tiền đâu mà người ta ở quê mình người ta đi nuôi rồi. Anh em thấy con chọn này chắc mà ăn trứng vịt, trứng gà đồ nhiều sao lỏng mức rượt luôn. Quá thơm luôn. Nghệ nhiều rồi. Có sạch lại. Quá đã luôn. Bây giờ cái nồi của mình bây giờ nước đã xếp lại này. Gia vị nó rất là kẹo này riềng á, riềng xả mình mài nhuyễn chứ mình bỏ nhiều á. Cho bị gia vị nó xếp lại rất là ngon. Mình như có Hiệu buồn quá nên mình có mời hai ông chú ở xóm mình vô ngồi với mấy anh em mình cho vui nha. Để hai anh em mình ngồi ăn không cũng buồn. Trong tình cảm ở xóm là chính, nhưng mà còn miếng ăn ít nhiều thì không quan trọng đâu anh em ơi. Ở quê mình là vậy á. Tình cảm là chính, chứ còn ăn uống thì không quan trọng là nhiều ít. Ồ, cái miếng này, cái nước này xíu mình chấm bánh tráng là đúng bài luôn. Em coi cái miếng thịt đỏ đẹp à. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha.
rút ra một dĩa có hai chú, có hai chú gần nhà mình rút ra cho dĩa lịch sự. Nước này xíu mà này mình chấm bánh tráng. Mình thấy đúng bài không? Bây giờ mấy anh em mình múc xem, mình sẽ lấy mâm luôn nha anh em. Bây giờ đã mình mời được chú Bẻ và chú Nem ở xóm mình qua ngồi thưởng thức với mình nha anh em. Chung một mình với mình của Hiệu nó hai buồn. Chú Nem hầu giờ chắc món này cho bè hôm chắc ăn hoài gì chú Nem. Món này tuyệt chiêu cho anh em. Nem thấy màu bán quá đẹp không nói thành lời luôn. Đây, ra đũa chú Nem. Đây Bẻ. Đâu để con ghép cho chú Nem chú Bẻ ngừ cái miếng nào là nó mềm mềm á. Mềm mềm cho cho chồng tơ. À chồng tơ. Chú Nem mềm à. Để con cắt thử chú Nem chú Nem trước nha. À Nem trước không mềm không? Con cắt là thấy nấu mềm. Thấy mềm. Nấu với nên cái chảo nó rủi đâu hả? Dạ, nấu với nước dừa xiêm cho Nem. À. Đây. Bẻ chắc rang còn thoải mái mà phải không Bẻ? Bẻ rang thoải mái, Bẻ làm cái đùi á. Đây con con cắt nhỏ nhỏ ra cho Bẻ dễ dùng. Đây là cái đùi. Trứng tơ. Không được. Mà sao con Bẻ trứng vịt mà nó tròn nó vô không Bẻ? Nó cái loại đây là nó chuyên nghiệp nó ăn trứng mà. Vậy hả? Nó là nó ủi đất nè trùng. Là hình như đất rồi nó có nó lủi cái lỗ nó như là mũi đúng không? À vậy đúng rồi nào. Bữa con qua bên còn con xin tồn quá trời luôn. À bên còn rồi có không em? Nó làm cứ nó đùi dùi. Cứ cái chỗ nào mà chảy nước nó ướt nó theo cái đây là theo cái rồ chưa. Đúng rồi rồi rồi. Đâu đâu rồi. Anh đi thiệt ra anh đang trùng á. Nó chảy nước là nó mệt. Ở đây công trùng quá. Hồi bữa bên còn con Bẻ, bữa bên còn là con đi cũng đó mụn. Cái cô đây á, mụn lần nó rỉ sát cái cô lần. Nhưng nó rỉ như mưa vậy. Là rất là đạt này. Rỉ cô lớn nè. Nó đây đây một kẹp. Không đâu. Rồi ông mời chú Nem. Rồi 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 ông mời đi. Dạ. Đây đây nè. Ủa uống đi lớn vô chú Nem. Rồi rồi đây đô mạnh mà. Mình mời. Đây đây đây. Nó cao rồi. Nó kỳ quá. Nó kỳ mà tao quánh người tao á là tao mổ ra sát cái con con ấy. Mày mà. Sợ Bẻ không ra. Bán thì mềm không? Mềm còn hơn cái cày cái này. Đây nó tơ, trồng tơ. Ừ. Bẻ chấm kèm cái nước nó ngon lên Bẻ. Ừ. Bánh tráng này, Bẻ chấm. Thu không nhiều. Đó. Mời anh em nha, làm miếng bánh tráng rồi đó. Mời anh em. Ồ, ngon quá. Tụi anh em răng yếu ở nhà được không? Ừ, từ từ nha, từ từ. Mời anh em nha. Mềm mà Bẻ. Mềm đó. Mềm. Cái giò nó cũng mềm luôn. Trồng tơ anh em. Anh em ăn kèm bánh tráng chấm nước rồi, rồi. Bánh tráng chấm nước ngon lắm em. Em thấy bữa theo mà nếu như thằng lá xưa này chỗ gà được vậy á cháo làm nhà thì chè là cháo lên ở trên chỗ có quăng nước mía của thằng chạy xin cái bỏ về cháo tôi nó không còn ớn mình làm đang tôi làm ăn tôm nè, tôm rôm cũng không, không có chỉ có nấu tôm rôm mà thôi, tôm rôm mà tuyệt chiêu có gì, đúng rồi, tôm rôm cái da đỏ cho em, đó, tôm rôm là ngon nhất, tôm rôm, cú nhân, không ngon, dạ. Cảo gì, thứ gì, ngon không ngon, cú nhân cái trào mình nướng rôm nó ngon hơn là mẹ mình nướng than, con tôi xem con lấy lá sả cho em, con trà lên cái phần da mẹ, đây là làm thiệt, dạ, không mời con em, rồi 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 vô, vô, ngon, cháu làm, bữa sau nếu như cháu gà được nữa. Chú Bẻ hưởng đó nha. Dạ có, chú chéo mình hàng xóm mà con mấy vụ đây là thoải mái mà. Ngon Bẻ. Có bèm rồi, bèm vậy. Dạ bèm cây ăn xo á chú Nem. Ừ. Để xét nước uống á, uống lọc gan á, mấy anh em con uống ngày nào cũng nhậu nhạt luôn. Lên núi mấy anh em núi chặt ra xem mình. Núi mình có nè. Núi mình có nè. Dạ cây ăn xo á. Ừ. Bẻ chấm được tuyệt chiêu à. Chấm vô đây nó ngon còn à. Tuyệt chiêu luôn. Ừ. Có vậy được không Bẻ? Ngon. Ngon. Dạ, mình làm cái miếng lá sườn này. Ừ. Wow. Trong cái này mà trồng tơ.
nó chưa có vú luôn. Bơ nay nó mập u rồi. Hôm trước là tao bé nó dùng chữa làm gì sáp nó còn lớn lớn mà nó đi dưới còn nhiều lắm. Đợt nước trên ở đậu 13 trên núi các bạn là con đập một bữa là 11 con nó đi theo một bầy mà vô nó đi như con kiến nó đi nấu đuôi vô cái trại gà anh em vô nó ăn gà con hay nó ăn trứng gì con biết mà nó đi nguyên một bầy luôn đứng á nó đi mà đi nó nấu đuôi nha bé nó đi nguyên một bầy luôn nó không ăn gà nó đứng nha gà nó ăn còn nó không ăn nó ăn trùng đứng con này nó ăn trứng là chắc sành điệu rồi con bảy dính mà nó không sợ nó đứng nó còn liếm trứng luôn. Nem dầm đi, ăn cá không? Không, không, nó từ từ từ. Ăn cá coi. Màu ngon lắm, từ từ chứ còn mày hết nhanh quá, cái nó hết củi. Đây, để các tao giờ làm bao nhiêu bé thì làm bao nhiêu đầu. Tới giờ chỗ này mà ăn rồi không? Đấy, nó mềm mà. Mềm mà, đúng không? Ăn cá nhỏ nhỏ chỗ này làm chút. Còn con Hiếu nó cũng qua lũ con biết á. Chỗ này mình thấy chú bẻ trên TV là nó đường nào cũng quậy vậy ông bẻ. Ừ này nè. Còn chú Nam này là có đứa con gái Út là cùng tuổi với mình á, chơi từ hồi nhỏ từ hạt bỏ giá tới bây giờ luôn á. Con Hiếu là nhỏ hơn con nhiều. Hiếu 93 với anh Tư. Cái gì? 94. 94 ơi. 94 đến đàm nữa. Nhỏ hơn con 3 tuổi. Con 91. Nhỏ mà. Dạ. Chú Nam chú chấm cái nước này. Nước anh em. Cái thịt mà nó khép ra cho anh ấy. Chấm luôn. Ừ. Con. Nó dễ nhẹ này á. Dạ. À đấy. Nước dễ y nhau. Cậu nó ngon. Ăn chưa ngủ không? Đây là chú túi nó bè phát. Sáng gọi là con đi bảy bên bịp. Mà đợt trước nhớ bắt cá mình bảy bên bịp bằng trứng gà nó dễ dính ghê lắm. Cái việc nó dễ dính sao đợt đây bảy nó không có ta. Mà sao sáng nay con bảy nó không chịu vô lý với ta nó không thấy chứ nó có đồ sáng rồi nó sáng rồi nó sáng màu trắng á trong việc nó màu trắng á dễ thấy rồi chú Nam rót tiếp đi chú Nam rồi bánh này rót có một chai bao nhiêu chú Nam hả rót một chai này rót bao nhiêu đây một chai một chai wow, uống gì má mờ hơn nữa chai còn một xíu là uống nhanh mà tốc độ mà đồ cái màu rồi à, rồi ngồi đây mà lô màu ngon ăn uống nó uống từ từ với màu ngon uống xe sớm ngủ uống xe sớm ngủ uống rượu rồi mới ra chứ ra à chú bẻ cái lúa xem thấy chưa bẻ chưa còn 3 miếng 3 xào chưa là lúa giống hay bẻ giống luôn chú Nam ăn cái lúa xem chưa chú Nam chưa còn lúa giống hay chú Nam đợi giống số chiều là cát mà chiều là nấu cát mai con lên đậm con đi thêm mấy cát con đi đập chuột ngày qua kêu chuột cũng nhiều lắm bẻ chuột má đừng có ít à còn bò mấy ý miếng lại còn có ba bông đám á ba bông đám nó chim đầu với chuột nó giòn lại là anh em dẻ bét cái da mềm họ cũng làm thịt là cũng biết con trọng tơ mà nó mập ghê bé nó tét này mập nữa nó lòng nó mướt rượt hả má nó cũng đưa cho em coi nó lòng mướt rượt ngon lắm lòng nó mướt nó dài bé làm mướt ngon quá kỳ ba là vừa ba kỳ mà vừa ba ngon bạn nó không hâu nữa dạ làm mình biết cách làm mình xử lý nó nhiều người không biết làm nó hâu nặng lắm bạn nó bay mùi làm đồ cái mình lấy ra thỏ mình trò sau dạ. Cái gì hậu dạ chứ mình khi mình mổ á quan trọng mình mổ mình đừng cho nó dập gì vậy. Nó dập cái bông đá là nó chắc chắn nó sẽ bị hâu liền ô bác bé chú à chào chú bé chú Nam bất bẻ không nhìn đồng đội hay sao nhìn miết các bạn đồ ảnh nè đồng đội chịu có làm rồi đồng đội chịu có làm rồi đồng đội chịu đi xuống live stream ở dưới rồi nè chứ là chiều nay anh ái chưa chiều nay má anh mua bán chưa ít bữa nữa bẻ chích cái gia vị ngon rồi bạn để cảm ơn trời biết không bên đắng nước dừa mới ngon hơn nữa cái nước dừa mà chấm nó bé bé thơm thơm á trượt chiêu thằng dưa với phía đâu bỏ. À. Ở đâu bé? Tôm nữ. Hả? Tôm nữ. Tôm nữ. Đâu đâu? Chậm trong chỗ lò đất của nó. Rồi chứ mà nó làm cái này nữa không quan trọng. Đi.
Một tháng tôi lên. Tôi lên tôi qua thử. Nó bơm nước. Đó. Trồng ở đâu bẻ? Hả? Nó có một lô đất bạn em đâm cho. À ấy là trồng gì bẻ? À dưa leo. Dưa leo đừng có. Ông bẻ đang nói là nhà của anh Gió á. Trẹo á. Ồ còn đổ qua không? Mà nó làm già ngon lắm, nó làm anh biết cái lỗ lớn vừa to to. Bác bẻ cách đây khoảng một năm trước là bác bẻ chỗ bẻ có làm cái nhà sàn và cái nhà đất cắt rơm cho anh em mình làm cái phim trường với gần nhà niễn á. Nếu anh em có xem clip thì anh em nhìn là nhớ bẻ đi. Có. Bẻ trừ khi từ lúc đó làm nhà sàn nhà niễn là có thêm bộ nhí thêm bà bẻ bây giờ bà cấm đi làm bóng chơi làm á. Do không có làm. Không, nhờ vô cá rồi chắc mấy chú chá mình dừng clip đây rồi chú chá mình ngầu mình uống thêm ít ly nữa cho anh em nha. Rồi, vô đây. Rồi, chú bé. Cảm ơn cháu nha. Dạ, mời anh em. Gà có nữa. Ráng muối này cho nó lạnh. Dạ. Rồi anh ơi, hôm nay sáng nay mình đi bảy chim biệt mà sơ rỡ sao mà con này số cháy sao? Nó vô cái bẫy mình, đi bảy chim biệt mà không có chim biệt nào mà dính được một con trâu một má. Nói chung là cũng khá là may mắn. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây để mình đợi ngày mai mình sẽ lên đồng mình theo những cái máy cắt trên đồng mình đi theo mình bắt chuột và bắt rắn nha. Thì hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em.